Ở video trước, Bùm và các bạn đã có cho mình ít 3 tốc độ chơi game. Thêm nữa là Bùm cũng hướng dẫn cho các bạn cách treo Tiny Tag trong việc EM vì nể, từ đó giúp cho chúng ta có thể farm token một cách nhanh chóng. Và đương nhiên, chính Bùm cũng là người thực hiện công việc treo Tiny Tag và có cho mình 17.000 đồng token dưới này, cộng với khá nhiều nguyên liệu quý hiếm có thể bán ra một lượng gem nhất định. Vậy liệu rằng trong video này Bùm có thể sở hữu được một con Serif ở bên thế giới 2 này không? Và cách Bùm sở hữu nó là gì? Thì mời bạn xem hết video này để biết nhé. Mời bạn đến với 1 tỷ ngày free to play Anime Defender phần 13. Back to School, tạp hóa bên Bùm đang có chương trình ưu đãi đặc biệt. Thứ nhất, khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Số dư khuyến mãi để dùng trong ưu đãi độc quyền. Thứ hai, flash sale vào các khung giờ 12 giờ, 15 giờ và 20 giờ, các ngày từ 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Mọi chi tiết các bạn vui lòng xem tại phần dưới bình luận nhé. Mừng cho các bạn trở lại với kênh Bùm Robin Love ngàn. Ok các bạn, như lời đã hứa trong cái video trước về cái việc giveaway 200.000 gem cho các bạn đấy, thì Bùm cũng đã quay rồi và các bạn có thể thấy ở trên màn hình cái người nhận được cái phần thưởng may mắn này ha. Thì bạn vui lòng là nhấn xác nhận kết bạn với cái nick là Bùm Não To 01 và Bùm sẽ lựa chọn một cái thời gian nào đó bạn online và chính Bùm cũng online để có thể là làm cái giveaway đó cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta đi đến với cái nội dung chính của lần này. Rồi, trước mắt Bùm sẽ cho các bạn một cái sự thật nổ não và Bùm xin nói với các bạn là đây là game lừa. tại sao game lừa á? Giờ đây nhìn cái này, nhìn chơi cho vui, nhìn chơi cho biết với người ta cái này ha. Đầu tiên các bạn thấy Bùm 181 level đúng không? Ủa, level sao tăng nhanh vậy? Không có nhanh đâu. Treo bữa giờ rồi treo 2 ngày trời rồi. Đây nè, Cybergate nha, Infinite nè các bạn. Bùm đã đi 168 lần Infinite nha. Đấy, và 168 lần Infinite này là mỗi lần chơi như vậy đó là Bùm sẽ chơi cho đến quay thứ 46. Chúng ta thử làm một cái bài toán nhỏ với nhau ha. Okay. Rồi, đầu tiên là 168 cái lần chơi này, Bùm xin trừ đi 8 lần gọi là treo lỗi hoặc là cái gì đó đó mọi người. Đấy, rồi chúng ta trừ nhẹ như vậy đi gà, đại ngà, ta lấy cái calculator gà nè. 160 lần chơi thôi rồi chúng ta nhân 2 có phải là Bùm sẽ được 320 lần nhận phần thưởng đúng không các bạn? Và điều gì xảy ra? Một lần nhận phần thưởng chúng ta sẽ có 1.5% ra được cái limit break. Đây, nổi có sách mạch có chứng, nhảy vô đây cho các bạn nhìn cho nó kỹ lại coi có phải là cái tỷ lệ 1.5% không? Đúng chưa mọi người? Limit break 1.5%, cái reward đó. Đây, thì có phải là chúng ta sẽ lấy 320 lần nhận phần thưởng này, chúng ta nhân cho 1.5% và chúng ta nhấn dấu bằng một cái thì nó ra là 4.8. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn treo giống như vậy mà nếu mà hên đó thì chúng ta sẽ nhận được 5 cái limit break, còn nếu mà xui lắm đó thì chúng ta sẽ nhận được 4 cái limit break, đúng chưa? Sai. Admin nói là na man, ở đây chúng tôi không làm như vậy. Ở đây không có cái chuyện mà có 5 cái limit break đâu các bạn. Rồi xui nữa 4 hả? No man. Ở đây cái tỷ lệ là tôi để cho anh dùng thôi, chứ không có 4 cái ở đây đâu. Nó chỉ cho Bùm các bạn thấy rồi là nhìn mà tức cái con mắt luôn á, nhìn mà quạo ngang luôn á. 3 cái limit break. Ủa, rồi 4.8 cái limit break của tao đâu? Limit breaker 4.8 cái của tao đâu? Rồi sao tao có quà nhiều đây nữa. Rồi, tiếp theo là cái chuyện gì các bạn biết không? Đây, đi vô trong chỗ challenge nè ha. Đây các bạn sẽ thấy nè, 8% ra star share đúng không mọi người? Rồi mở item lên cho các bạn coi nè, star nè. Hả? Số còn có không? Không có cái star share rainbow nào hết, trong khi đó Bùm đã farm những cái khác nó cũng nhiều lắm rồi. Thôi, nói chi cho nhiều vô đây hả, thử liền một cái lần đi challenge này để cho các bạn thấy hả. Game lừa, game này nó lừa dữ trời lắm, lừa cái tỷ lệ này dữ lắm. Mà cũng không biết làm sao nữa, hay là cũng có thể là do mình xui mà. Đâu mà xui kỳ vậy các bạn. Giống như Bùm nói là nếu mà chúng ta xui thì là cái tỷ lệ nó chỉ chệch nhẹ. Giống như Bùm nói đúng không, 4.8 thì thay vì anh không cho tôi 4.8 thì anh cho tôi 4.8 cái, 5 cái thì anh cho tôi hả 4 cái cũng được mà. Không cho có 3 cái. Đó, rồi còn cái này là đi gọi là đi nhức người luôn, nhức mình
nhức mẩy luôn đó các bạn. Có nghĩa là cứ mỗi một tiếng như vậy đó, Bùm đi hết ba challenge lần nào cũng bú hết, bú gọi là bú sạch bú sẻ luôn, nhưng mà tới cuối cùng ra không có cái kia luôn. Mà bây giờ ví dụ giống như Bùm có may mắn được ra được cái con Serit trong video này thì cũng không thể evolve được cho các bạn coi, tại vì hai ngày trời cấm treo không có nổi một cái Star Drift Rainbow, và ví dụ như có một cái đi thì cũng chả làm cách nào để mà có thể là evolve nó lên cả, đúng không? Nó phải ít gì nó cũng phải ba cái, hình như Bùm nhớ là ba cái. Nó bởi vì các bạn thấy khổ không mọi người, khổ lắm, sợ hãi lắm. Thôi thì nói thì nó chơi cho các bạn, nó vui cho các bạn nghe như vậy thôi. Còn cái việc mà chúng ta gọi là có những cái phần trăm để ra những cái phần thưởng này phần thưởng kia trong một cái con game mà chúng ta yêu cầu rằng nó làm đúng tuyệt đối cái phần trăm đó, thì Bùm nghĩ là các cái con game mà kiểu nhân phẩm giống như vậy đấy nó cũng khó nói. Cũng có thể là những người khác, những bạn khác đi gọi là chừng đâu đó 2-3 lần Infinite là các bạn có luôn cái limit break. Bùm đã từng thấy một cái người đi cổng rồng lẫn đi cái cổng Luna luôn, bú ké hết nha mọi người. Thì cái cổng rồng đó là bạn này đi ké chỉ trong vòng 2 lần là có, còn cổng Luna là bạn ấy đi ké chỉ trong 4 lần là có. Một con ạc một nhà mọi người, chứ Bùm không nói là đi kéo ạc này ạc kia rồi bắt đầu lấy tỷ lệ này lấy tỷ lệ kia nha, nó rất là khó nói. Có thể là cái xui của người này nó chính là cái hên của người kia, nhưng mà Bùm cũng muốn chia sẻ lại cho các bạn cái trải nghiệm của Bùm nó là như vậy, và các bạn cũng hiểu hơn về cái quá trình mà chúng ta chơi game này. Thì sao, nó vẫn không quá cực khổ. Tại sao? Tại vì cái limit break bây giờ đấy, không có rainbow rõ ràng nha các bạn. Limit break bây giờ đó, đem qua ngoài Trading Plaza thì Bùm cũng không biết bán bao nhiêu, tại vì hôm qua đấy Bùm thấy là nó đang giao dịch với mức giá là 800 rưỡi, ông nào bán rẻ thì là 700.000 gem. Thật sự Bùm bán được mấy cái limit break này nè mà với cái mức giá chỉ cần đâu đó là 650 thôi mọi người, thì có phải Bùm bán ba cái là nó thành gọi là 1.000.000 rồi không? 650 là nó tới 950, nhưng mà mình trừ thuế đi đi mình còn 800, thì 800 là vô trong đây đổi token rồi dè 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 luôn, thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ có con xe rịch chứ không có cái vấn đề gì xảy ra hết. Thôi thế thì để Bùm quyết định thôi, cái này chắc Bùm không đi đâu, đỡ tốn thời gian ha. Chúng ta sẽ thử đi một cái lần này nữa và Bùm sẽ cắt cho tới khúc cuối cùng cho các bạn thấy cái tỷ lệ lừa của nó nha. Đi rất là nhiều rồi đấy, nhưng mà không có là không có. Wow, nè, nhìn quay 15 này nè. Nó nổ gì thôi, vẫn phải kỳ vọng nha, kỳ vọng ghen bao ngà, quen bao mà. Chuẩn bị nè. Chuẩn này đến bao này, đến bao này, đến bao. Thấy không? Thấy không? Kiếm lửa. Kiếm lừa lọc. Lừa lọc anh đây. Trời ơi. Ủi, phạm hai ngày trời không ra cái game bông nào trên giải. Ủi, khó vậy nè. Quên mở cái item lên nữa cho các bạn thấy một cái khủng khiếp nữa. Nè, các bạn coi cái Alternate Tether Epic khi mà Bùm đi treo farm cái Infinite đó. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 55 cái Alternate Tether Epic nha mọi người. Rồi, thôi có cần Bùm đếm cái re cho mọi người nhìn không? Chắc khỏi đếm ha. Nhìn đi. Trời ơi, ra tới cỡ đó luôn đấy. À còn có một cái thứ nó cũng khá khó ra nữa nha các bạn, đó chính là cái Alternate Tether Series đấy. Cái này cũng rất là khó ra. Thì Bùm hôm trước lúc mà Bùm không có quay video đó thì Bùm đi những cái challenge đó, nó cũng may mắn nó cũng ra được một cái. Thôi thế thì bây giờ trước mắt thì chúng ta sẽ trở về bên thế giới 1 và chúng ta qua cái khu vực Trading Plaza để mà chúng ta có thể gọi là treo bán mấy cái limit break nha. Hy vọng rằng nó đừng có giảm giá quá mọi người. Nếu mà nó giảm quá thì nó cũng khá là cực đó mọi người. Bây giờ đầu tiên là phải đi thử, đi coi thử những người khác người ta bán như thế nào đã. Coi cũng đâu đó chắc cũng khoảng 3-4 cái chỗ bán đó mọi người, để xem họ bán bao nhiêu chúng ta mới biết chúng ta bán lại chứ hả, không xem giá nhào vô bán. Đầu tiên là bị ngáo giá là bị chửi lần một đúng không? Cái thứ hai nữa là bán mà bán giá thấp nữa là bị ngu. Không được, phải biết trước được cái giá như thế nào. Và ở bên cái rap đó mọi người, bên cái rap chạc này nè, không cho vật phẩm nên cũng hơi kỳ. Vậy ha, thôi đổi server rồi chừng nào mà tới khúc nào Bùm thấy người ta bán rồi Bùm cho mọi người thấy. A few moments later. Ê các bạn ơi, Bùm tưởng đâu cái VIP nó tăng giá mọi người, nhưng mà tính ra nó cũng chỉ có 450.000 gem này á. Tính ra cái này ngon lắm nha mọi người, tại vì khi mà chúng ta có cái VIP này đó, chúng ta quay cái banner ở bên thế giới 2 đó, nó rất là tuyệt vời, nó giảm cho chúng ta tới 20%. Giảm như vậy là giảm nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, cái gì mà cái 50 unboxing thì nó tới 3.3 triệu dữ gì trời. Bùm
4 triệu này mắc lắm, không có ai mà mua cái giá 4 triệu này đâu. Trời ơi, bán ngáo giáo không nãy. Ê, ông này bán Starrip Green với Starrip Red nè các bạn. Cái này Bùm nghĩ là nên mua đó mọi người, nên mua đấy, mua luôn mọi người ơi. À, mấy cái Starrip nói chung là bên thế giới 1 bây giờ là khá là ít người farm á mọi người, cho nên là những cái Starrip này nếu mà các bạn thấy các bạn mua, trừ cái Yellow ra nha. Còn những cái Starrip khác thì các bạn cứ bú thì cứ gặp là bú. À đây à, đây có một người bán. Rồi các bạn ơi. Ôi, cái limit drag bây giờ còn có 500 ngàn à. Chết tôi không mà chứ. Ôi, hôm qua còn thấy giá nó trên trời mà giờ còn có 500 hả ta? Ây da. Khổ rồi nha các bạn. Không biết cái ông đó, ông có sale giảm không nữa. Mà 500 kiểu này thì căng thẳng lắm. 500 bán 3 cái còn có 1 triệu rưỡi hả? 1 triệu rưỡi trừ thuế đi, còn đâu đó có hả 1.3, 1.4 hả? Ôi ôi, biết gì hôm qua bán rồi các bạn. À, ở đây có người bán đây nè. Trời ơi, nó bán còn có 435. Trời ơi. Tôi nói chung là cái ngày Bùm quay video này là ngày 3 tháng 9 nha mọi người. Thì cập nhật với các bạn về cái giá limit break này thì Bùm nghĩ là nó sẽ nằm đâu đó từ 450 cho tới 500. Đây ông này thì chắc chưa cập nhật giá nè. Đang bán giá 650 nè. Đang bán giá coi như cũng là coi như giá ngày hôm qua đó mọi người. Chúng ta sẽ bán với cái mức giá là 500 đi. Biết gì hôm qua bán nó thề luôn. Ngu, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào luôn á. À không, chúng ta phải sử dụng chiến lược giá, có nghĩa là 490 nó sẽ cảm giác là nó rẻ hơn các bạn. Và cảm giác là dễ mua hơn. Để 500 nhiều khi thấy mắc chứ hả? Để 490 là nó OCK hơn. À, 490k thôi. Bán nhẹ như vậy rồi hả? Nếu mà treo lâu quá giảm nữa. Tại vì đã thấy có người bán 435 rồi, cho nên nói là người ta bán 490 như vậy là nó cũng OCK lắm rồi. Rồi ok, cái gì đây? Chạy gì đây? Blockfast 123. Gì đem chơi? Chuyện gì ạ? Blockfast gửi tặng mình cái limit rách với lại cái Celestial Quarry này các bạn. À, cái này thì Bùm để giveaway cho các bạn nha. Bùm xin xác nhận lại là cái này Bùm nhận để mà Bùm giveaway lại cho các bạn nha. Đó, chứ Bùm không có sử dụng cái limit rách này nha. Rồi các bạn nhớ giúp Bùm nha. Rồi, vậy thì cái video này các bạn vui lòng cho Bùm khoảng đâu đó là 4.000 like đi. Trời ơi, dạo này like ít quá. Like lên 4.000 đi các bạn ơi. Bùm tặng cho các bạn cái limit rách này. Cảm ơn. Ok, kết bạn với em. Ok em try. Ông này đứng kế bên treo giá có 450 luôn. Chơi chị chơi được không? Anh trai. Anh thấy chơi gì trời ổn không? Chạy. Thôi. Bán cạnh tranh kiểu đó hả? Bố tao dám bán. Nè, thằng này bán 600 nè các bạn. Đây, cái thằng quỷ yêu này bán 600 nè. Vô trong này bán 490k. Ý xài. Ứng dụng lại là người ta làm với mình không được, nhưng mà mình làm với cái thằng kế bên thì được. Ok không? Ok. À, 600 hả? Tao bán 490 triệu. Đó. Qua nhìn đó, mày cũng phải cái thằng đứng bên đây à? Mày qua nhìn mày làm gì tao? Tao chơi gì cơ? Mày làm gì tao? A few moments later. Ai à, các bạn ơi, công nhận là cái limit breaker này nó đang bị cạnh tranh giá quá mọi người. Bùm treo tới bây giờ là 40 phút rồi, không có ai mua thì chắc chắn là chúng ta phải giảm giá nó xuống rồi các bạn, để mà bán nhanh đi. Chỉ có thể bán với giá là 450.000 gem thôi các bạn. Cái mức giá này thì Bùm nghĩ là nó sẽ ok nhất đấy. Bán được một cái về còn 439.000 ha. Ok các bạn, trời ơi, treo cho tới ngủ gục luôn á mọi người. Thiệt tình bán với cái mức giá là 450.000 gem là gọi là kiểu gọi là nó cũng rẻ rồi đó. Nó rẻ lắm rồi đó, và Bùm cũng hơi gọi là hơi khó chịu một xíu ở trong cái chuyện là mình bị lỗ đâu đó là 200.000 gem cho một cái đó đó mọi người. Mà hôm nay vừa phải bán rẻ 450.000 bị mất 3 cái hết 600.000 gem rồi. Các bạn biết Bùm chờ bao lâu mọi người? 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Gôi mẹ lát vậy luôn. Là như vậy được luôn. Không cho chơi game nữa luôn. Còn sao làm video? Không lẽ video thì cứ để con nhân vật đứng đây hoài sao? Mà tao đã đổi skin của nhân vật rồi đó nha. Mà cũng đưa vô Messenger vậy đó. Rồi đó, tao lì với mày, tao ngồi đây luôn đó. Rồi nha, anh em coi lỡ cái video này mà nó có 2-3 tiếng ngồi, anh em thông cảm nha. Tại game hết. Rồi không vô thiệt luôn. Thôi nói chịu thua đi các bạn.
thoát ra vô lại đi. Không chờ được, không ai làm gì đâu vậy. Bơm đang có đâu đó 10 cái wish. Thế thì trước khi mà chúng ta qua kia chúng ta đổi token đấy. Chúng ta bú liền 10 cái wish này mà biết đâu ôm ra cái con Dark Sovereign này hoặc là con Blood Phantom này thì sao? Cái gì nó cũng phải có gọi là hả may mắn ở bên trong, kỳ vọng ở bên trong rồi nè. Bú 10 cái luôn, không có câu giờ. Đừng có câu giờ ở đây rồi. Blazin Sound Master. Trời ơi nè. Con thứ hai, con thứ ba. Xin lỗi các bạn, cái dân nghèo khổ con đổ nghèo khỉ đồ này kia đó, nó bấm chậm dữ lắm chứ không phải giống như là người ta pay to win, ta bấm lẹ làng. Thấy cái thứ sáu mà nó vẫn còn Blazin Sound Master này là thấy mệt trong người rồi đó. Thấy hơi mệt rồi đó nha. Rồi, cái thứ bảy cũng vậy luôn. Cái thứ tám nó ra nhẹ con Ace Massive Man. Cái cuối cùng, cái cuối cùng. Có thơm, biết sao vậy? Có thơm. Chịu. Rồi, chúng ta sẽ trở về bên thế giới bên kia. Thế thì Bùm đang có một trong những cái suy nghĩ như thế này nè các bạn. Nếu mà Bùm free to play nhưng mà Bùm lại hơi ăn gian nhẹ ở chỗ là có cho mình một cái game pass liên quan tới việc summon 50 cái con unit một lần, thì liệu rằng nó có quá đáng hay không? Thì Bùm nghĩ nó cũng không đến độ quá đáng các bạn. Bởi vì summon 50 cái này nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình free to play của mình. Ví dụ như Bùm có gọi là hả mở lần 10 cái giống gì nào, thì các bạn cũng thấy cái màn hình nó quay rồi cái sao lên thì nó cũng vậy rồi Bùm cũng cắt bỏ hết mấy cái khúc tào lao đi. Thì bây giờ hết cho 50 cái summon này nó đâu đến độ gì là phức tạp đâu, đúng không các bạn? Đúng không? Không nói là đậu nghĩ đó nha. Ok. Vậy thôi, xin phép nha. Được bú cái ít 50 nha. Không, này nói thiệt, cái này nó làm mất thời gian của chúng ta quá nhiều á mọi người. Cho nên là Bùm xin phép là bú nhẹ cái đó đi. Rồi Bùm sẽ trở lại quay cho nó lẹ nghe. Ok các bạn, Bùm xin phép được ăn gian nhẹ cái nha. Nó vậy cho nó khỏe đi các bạn. Chứ bây giờ hả đợi cái kia lâu lắm. Chúng ta gọi là chúng ta phải dành thời gian của chúng ta cho những cái việc khác chứ đúng không? Chúng ta đầu tư xíu giống vậy. Rồi đâu rồi Bùm mini lucky để Bùm bú lên 2-3 bình gì luôn đi các bạn. Chúng ta bắt đầu quay. Mì thịt luôn. Thơm mơ. Ok. Nhanh quá các bạn ơi. Tốc độ quá trời bàn thờ rồi. Đà, thêm một con mì thịt nữa. Rồi, tiếp 50 lượt tiếp theo nè. Thôi ơi, để trình đã ri luôn. Mà Bùm cũng đã xem qua một số những cái anh em mà coi như là quay cái banner này các bạn. Tại vì livestream ở trên Discord á, cũng thấy một số anh em livestream quay thử xem như thế nào. Thì thấy là hình như là cái tỷ lệ ra series của bên thế giới 2 này nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Thì trong đó là cái tỷ lệ để ra cái con series mà trước party á, nó rất là khó hoặc thậm chí là gần như là không thể đi mọi người. Cho nên là Bùm vẫn nghĩ là chắc chúng ta cũng phải gọi là hết party thôi. Nhưng mà có cái cơ hội nào summon thì chúng ta cứ summon ha. Đây thì hiện tại Bùm đang summon khoảng đâu đó 10,000+ cái token từ cái việc Bùm treo Infinite đấy. Hy vọng rằng nó ra được luôn á thì mình sẽ lấy gem mình đổi những cái đồng token kia, chứ mình không có đổi cái đồng token này nữa. Nó bị dư đúng không mọi người? Nó làm chậm cái thời gian mà chúng ta có cái con xe địch tiếp theo đó, nó vậy đó. A few moments later. Ê mà tính ra có ít 50 rồi nhưng mà nó nhanh thì cũng là nhanh đấy mọi người, nhưng mà không phải là nó quá nhanh nha các bạn. Tại vì bây giờ chúng ta quay 50 cái box như vậy nó nằm ở đâu đó bao giờ để Bùm coi là 400 cái token nó cũng lâu đó chứ. 10 lần 50 đó nó mới có 4,000 à. Mà để mà 40 lần 50 đó. Ôi. Ê, cái lần hồi nãy Bùm ra 2 con mì thịt một lần luôn mọi người. Thơm nghe. Nãy ra 2 con mì thịt lần luôn. Quá tuyệt vời, nhưng mà ga xe gịch nó còn tuyệt vời hơn nữa. 1 hour later. Ok các bạn. Còn có nhấn lần nữa trong số cái Bùm tự farm ra nữa là hết luôn rồi đó. Thôi thì chúng ta không có thì chúng ta phải đổi. Và bây giờ Bùm cũng chỉ đổi ở một cái con số nhất định thôi. Để Bùm coi cái party hình như nó được đâu đó một nửa rồi đó mọi người. Được một nửa rồi thì nó còn lại khoảng là ở đây Bùm này. Lấy máy tính ra luôn đi các bạn. Không đủ rồi mọi người. Thôi nói chung đổi được nhiều đổi rồi ráng quay cho hết. Rồi có gì Bùm đợi tới cái thời gian reset cái việc mà đổi cái đồng token này đó, rồi Bùm đợi sau nữa. Ok các bạn, mất 350,000 gem để có thể đổi hết luôn ha. Rồi Bùm sẽ convert luôn. Và bây giờ để Bùm thử xem là trong hai cái banner còn lại đó mọi người, nó có cho convert luôn. Nếu nó cho convert luôn á thì Bùm sẽ convert luôn hai cái này luôn đi. Tại vì 2 tiếng nữa nó reset đấy. Sợ là chúng ta
quên đấy, rồi chúng ta lại treo farm nữa, rồi biết đâu có được cái limit breaker nữa đấy, thì chúng ta lại bán ra, rồi chúng ta lại gọi là trong chuẩn bị cho video sau thôi các bạn. Còn chắc chắn video này thì không thể nào mà chúng ta có thể là nhận được một lúc hai con hoặc là ba con series được, cái chuyện đó là chuyện khó lắm. Bầm chỉ đưa ra một cái gọi là cái mong muốn, đó là chúng ta sẽ nhận được duy nhất một con series ở trong cái video này rồi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành để chúng ta chơi thử nó xem như thế nào thôi. Còn giờ không đâu, ba xe gịch trong video nó vừa nhanh, các bạn vừa khó theo dõi mà bầm cũng vừa mệt nữa. Vậy nha, giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay luôn nha. Hy vọng rằng là với 17.000 này chúng ta sẽ ra luôn cái con series mà không cần phải nhận tới cái party ha. Để coi xem như thế nào. Ok các bạn, hai lần nữa chắc là chúng ta khó lòng để mà mong chờ là nó ngã ra trước party các bạn. Khó lắm, không được đâu. Admin đã thay đổi cái tỷ lệ của nó rồi, chúng ta không có mong muốn gì đâu. Rồi hả, đủ full luôn rồi đó. Bây giờ là 5341, bây giờ chắc là phải đợi khoảng 2 tiếng mấy nữa đó, rồi Bùm sẽ cần bập tiếp, và khi nào mà Bùm quay ra thì Bùm cho các bạn biết nha. Rồi coi unit cày. Quay ra được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con. Và 14 15 16 17 18 19, 19 con và 2 con có cái dòng shiny luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời, trong đó một con Shadow Corsair là nó có luôn cái đam A luôn. Shiny có đam A của cái con này là có luôn cái Jack Crystal 3 luôn. Đợi 2 tiếng nữa đi rồi Bùm đổi, rồi Bùm cho các bạn thấy cái kết quả ha. 2 hours later. Ok các bạn, Bùm đã trở lại rồi đây. Bây giờ là thời khắc quyết định để chúng ta có được con series trong banner của thế giới thứ hai này. Tại sao? Bởi vì bây giờ chúng ta đã đủ luôn cái party rồi các bạn. Số lượng token của mình đã đầy đủ rồi ha. Còn cái việc mà nó ra trước hay ra sau đến thời điểm hiện tại là không còn quan trọng nữa các bạn. Chắc chắn nó sẽ ra, còn nó ra ngay lúc nào thì chúng ta đợi coi nó có được hay không nha. Ê mà bây giờ là hình như cái này nó cũng có một vài cái lỗi nhỏ nhỏ đó các bạn. Khi mà các bạn nhấn auto click mà các bạn nhấn với cái tốc độ nhanh thiệt là nhanh đó các bạn, thấy không? Nhiều khi nó quay chưa hết 50 cái đầu tiên là nó cho quay luôn 50 cái thứ hai, và các bạn cứ yên tâm nha. Yên tâm là nó không có mất các bạn đâu, tại vì Bùm đã kiểm tra lại cái party rồi ở cái lần quay trước đó. Cách đây khoảng 2 tiếng mấy đấy, Bùm quay thì nó cũng y như vậy đó. Lâu lâu cái nó mất luôn, cái bắt đầu quay ra cái thứ hai nữa. Không sao không sao, cứ yên tâm là yên con nhà bà Tâm, chúng ta vẫn được hưởng cái party nha. Đứng sẵn. Rồi mọi người ơi. Nó bắt cho bằng được nó mới chịu. Xài ơi, bây giờ ở đây là 77 cái, hình như là bị thiếu hôm mất hết một cái rồi, lại phải cần vào thêm một cái nữa nó mới chịu. Ôi dồi ôi luôn á. Ok rồi, bây giờ chúng ta quay 10 lần này nữa là chúng ta đã có cái series party full luôn rồi ha. Vâng, cũng không được may mắn lắm các bạn, nhưng mà thôi chúng ta cứ ra xe rịch. Ủa quên, có gì đâu bất ngờ. Chuyện ra xe rịch là cái chuyện chắc chắn rồi, nhưng mà quan trọng ở đây nè, nhân phẩm nó nằm ở chỗ có shiny hay không. Chuẩn bị đi, chén dĩa đồ này kia, bắt đầu mình nầu dung đồ này kia, chuẩn bị dỗ shiny nè, shiny nè, nè. Không có shiny cũng được, nhưng mà chúng ta đã có được con Radiant King. Mà bây giờ như vậy nè các bạn, con này ngoài cái việc là nhiều YouTuber đánh giá là nó có cái hiệu ứng đốt mạnh đó, nó còn có hybrid, thì bây giờ hybrid ở trong cái con game này nó là chúa tể luôn rồi các bạn. Nó đánh được tất cả các thể loại. Chúng ta đã có luôn con Radiant King rồi nha. Chỉ số của nó cũng lỏ D+C+ thôi, nhưng mà Bùm không có quan tâm đâu mọi người. Chúng ta gọi là farm nó cho cái worthiness nó lên đấy, rồi sau đó chúng ta gọi là evolve, với lại cũng chưa đủ nguyên liệu nữa, cô thế nào cũng lên mà gì đó. Thôi bây giờ như vậy, trước tiên đi, chúng ta lấy item lên và chúng ta cho nó ăn cái đã. Qua phần food nè, chúng ta cho nó ăn coi nó lên được level bao nhiêu nha. Rồi nhấp vô đây, đây đâu rồi, đây nè Radiant King. Add on luôn, ui trời, 80 luôn các bạn. Còn chần chờ gì nữa mà chúng ta gọi là mặc bộ đồ vô, ê quyết nó vô. Cái con Shadow Cooler này hả, không cần giờ xài là người ta xài chai này. được chưa, ok chưa, ổn định chưa, ngồi ôi các bạn ơi, ngon con nhà bà lành luôn, đẹp trai
nhảy rồi này kia các kiểu đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô Infinite và chúng ta test thử cái con unit này xem là cái độ mạnh yếu của nó như thế nào nghe. Thôi friend only đi, Bầm cũng không muốn cho người khác vô là để cho cái việc test của mình nó được gọi là đúng đắn nhất đó các bạn. Trời ơi, lần đầu tiên được cầm cái con xe địch bên cái này mà người chơi free to play nha. Không có pay to win đồ này kia các kiểu đâu. Chúng ta bắt đầu có thể review được cái con xe rịt ở bên thế giới 2 này rồi ha. À, xây xuống là 3.250 tiền. Level nó là 80 nhưng mà có một cái chỉ số lỏ cho nên là nhìn đam, nhìn khu đao với nhìn tầm đánh là nhìn nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, chứ đừng có gọi là quá quan tâm tới cái chuyện là cái này là gì nha, tại vì nó chưa có evolve với lại là chỉ số nó chưa có đẹp cho nên là chúng ta cứ bỏ qua ha. Rồi ở level 1 có nghĩa là ở cái bộ kill thứ nhất của nó đó các bạn, là nó không có cái khả năng phá giáp phá khiên tại vì nó chỉ đánh đơn đòn đánh thôi mọi người. Đây nha các bạn, thấy không, nó đánh một lần một cái một duy nhất thôi đó. Thấy chưa các bạn. Rồi để chúng ta coi nó có cái hiệu ứng gì nữa không nha. Hình như là nó chưa có hiệu ứng gì trên các bạn. Không có nha, không có hiệu ứng nha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái kill thứ hai, Light of Sword nha. Rồi Bầm sẽ up nó lên level 4 thì lúc này nó sẽ chuyển thành đánh đường thẳng và có chảy máu rồi nha mọi người. Đây, và chảy máu của cái con này đó là nó rất là mạnh mọi người, chứ không phải là bình thường. Đây các bạn sẽ thấy đây nè, ở cái đam của nó là 10.500 đúng không, và chúng ta sẽ xem cái đam chảy máu của nó coi. Ê anh tự nhiên anh đánh tròn dịch, anh đánh cái con gọi là phía sau đây lá đi, để Bùm nhìn thiệt kỹ các bạn ơi. Để nói sai rồi, nói bậy bạ chết à, không ổn đâu. Đúng rồi chảy máu của nó là 2.000+ lần. Ủa, nếu chảy máu 2.000+ thì cái con này một lần chảy máu nó lên tới hả 20% hả các bạn. Đúng không mọi người? Bạn nào biết để lại bình luận phía dưới cho Bùm nha, và Bùm để Bùm coi nó chảy máu được bao nhiêu lần. 1, 2, 3 lần chảy máu, mỗi lần của nó là 20%. Vậy thì có khác gì là con này đang tăng lên 60% đam không các bạn? Và chảy máu thì các bạn biết rồi đúng không, hiệu ứng này nó sẽ trực tiếp cắn thẳng vào máu luôn. Ồ, ngon quá rồi, thì coi phá giáp nè, 5, 6, 7, 8. Ôi mới upgrade thứ 4 mà 8 đòn nha. Đây các bạn coi con khiên này 7 này nha. Cái con có này nè, nó dính máu đi. Trời ơi, 8-9 đòn gì luôn á mọi người. Đếm không có kỹ gì đó, nhiều lắm mọi người ơi. Trời ơi, con này nó mạnh quá các bạn ơi. Không phải mạnh bình thường mà mạnh quá luôn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến tới cái kill thứ 3 của nó là Light Impaler. Lúc này sẽ chuyển qua lại là đam hình tròn rồi nha mọi người. Và để coi Bầm coi cái khả năng phá giáp 1, 2, 3. Mỗi đòn đánh của nó chỉ có 3 chiêu tổng cộng thôi, không có được phá giáp nhiều lắm. Nhưng mà chưa phải cái upgrade cuối cho nên cũng chưa thể nói lên được cái điều gì. Ê, ủa chảy máu gì lên tới 4.000 luôn kìa mọi người. Ủa 16.000 mà chảy máu lên tới 4.000 luôn á hả? Ê, sao khủng khiếp quá vậy các bạn. Ôi thôi rồi. Đây, bây giờ chúng ta tới cái kill thứ 3 nha. Kill thứ 3 lúc này bắt đầu cái khả năng phá giáp phá khiên của nó bắt đầu lại phát huy hiệu quả nữa. Đây, để mình đếm 9 đòn đánh tổng cộng các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có 9 đòn đánh tổng cộng và hiện tại là đam theo dạng đường thẳng. Mạnh dữ trời. Kêu thì nói chung cái hiệu ứng kêu ở trong này thì Bùm cũng không có gọi là nói gì nhiều nữa, bởi vì là càng lúc cái game Anime Defender này họ càng đầu tư về cái hiệu ứng hình ảnh rồi. Cái này gọi là mưa sao gì đó các kiểu đấy. Thì nhưng mà cá nhân Bùm đấy thì không có mở cái skill VFX lên nhiều. Thứ nhất là do lát máy, cái thứ hai nữa là xem nhiều nó sẽ bị nhức mắt. Cho nên là về cái phần hiệu ứng hình ảnh thì các bạn cứ biết là nó đẹp đi, còn nó đẹp như nào thì ít coi lắm, Bùm ít coi, cho nên cái gì mình không biết mình không dám đánh giá. Đúng chưa? Nhìn kỹ lại lần nữa, xin lỗi các bạn, bởi vì review thì Bùm cũng muốn cho một cái gì đó nó thật sự nó kỹ lưỡng một xíu đó mọi người. Và Bùm sẽ lấy cái con số nó chảy máu đó chính xác để mà chia cho các bạn nha. 6.000+ rồi, 25% đấy các bạn, khủng khiếp quá, thề luôn là con này quá khủng khiếp. Ôi rồi thôi thì bây giờ chúng ta cứ up nữa đi mọi người. Đài ha, chúng ta sẽ up lên cái skill cuối cùng trước khi evolve nha, chứ không phải là skill này skill cuối của nó nha. Nó còn evolve nữa thì Bùm chưa biết, cho nên là chỉ đánh giá được đến đây thôi. Lúc này nó sẽ trở về đam hình tròn và cái hiệu ứng phá giáp của nó vẫn tốt nha. Đây mình coi con 7 giáp này coi nha, để khi mất 7 giáp coi thêm bao nhiêu đam nha. 7, 8, 9, 10. Skill cuối cùng chưa evolve là tổng cộng là 10 đòn đánh các bạn. Con này quá mạnh luôn chứ không phải mạnh nữa các bạn. Evolve lên Bùm nghĩ là cái đam của nó sẽ nằm đâu đó là khoảng 40+ ngàn. Và nếu 40
mấy ngàn nó chưa có kết thúc ở chỗ là nó còn cái hiệu ứng bleed của nó nữa các bạn. Và cái hiệu ứng bleed này đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu test tới cái bài test tiếp theo là liệu rằng cái bleed này nó đang tính trên cái đam gốc này hay là khi mà đam cộng thêm đấy nó có tính vô không. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái nó chảy máu khoảng bao nhiêu đam nha các bạn. 8,300 mấy. Để coi, để coi ở 6 8,300 mấy ha. Rồi bây giờ Bùm sẽ bán luôn cái con pin Rockstar này. Bùm sẽ bổ sung cái con pin Rockstar lên đây và Bùm búp nè. Rồi ok, chúng ta sẽ coi cái hiệu ứng bleed của nó nè. Nó có tăng ở dưới không nha. Đánh đi anh, đánh đi anh. Ủa sao nó không búp? Trời ơi, phải đợi nữa. Thôi thì cái bài test đó thì chắc để sau đi. Bây giờ chúng ta để xem là nó sẽ xây được bao nhiêu con. Và à, hai con. Vậy thì cái chart tốt nhất của con này là chart Omity rồi mọi người. Chắc chắn rồi. À đây nè mọi người, giờ nó mới được búp nè. À rồi, có nha mọi người. Lúc này là cái bleed của nó là lên tới 10,000 rồi. Nó vẫn nhận được hiệu ứng búp của cái con này. Hồi nãy chắc do lỗi hiển thị gì đấy. Và khi mà các bạn có được cái cộng đam ở phía dưới này đó thì cái bleed đó nó vẫn cộng vô chung luôn. Vậy thì Bùm xin xác nhận là không phải Poseidon. Cái con Radiant King này chính xác là con unit Sharit mạnh nhất trong banner lần này. Bởi vì đam nó mạnh nhất. Cái thứ hai nữa là nó có cái hybrid. Và cái thứ ba nữa là nó chạy máu. Ok chưa, ngon lành chưa, ổn định chưa. Rồi thì hôm nay chúng ta đã có với nhau một cái trải nghiệm rất là thú vị trong cái con game Anime Defender. Và Bùm cũng đã có cho mình một cái con Radiant King này. Thì hy vọng rằng cái video sau Bùm lại tiếp tục treo Tiny Tat và có thể ra được nhiều cái đồng token hơn, để mà có thể là tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái con Poseidon nha mọi người. Và Bùm sẽ cố gắng review một cách chi tiết nhất, rõ ràng nhất cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu thấy video này hay thì nhớ cho Bùm một like, một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì bye bye.